Vâng, và sau đây em lên chi tiết con Crown Macro Tech 601 phiên bản nâng cấp của con 600. Con này thì đẹp cứng cựa luôn. Các bác làm sưu tầm thì liên hệ liền cho em Chiến lấy con này về chơi. Nó đẹp, giả mang đây các bác. Các bác thấy nhìn độ nét nó này, từ những cái volume đạt hết tất cả các tiêu chí các bác đang cần. Với các bác học khó tính nhất thì con này vẫn là làm cho các bác sao lầm về độ mới cũng như độ chất của sản phẩm này. Tí nữa đi vào bên trong các bác sẽ thấy. Thì vừa rồi thì nó về thì em cũng đã quay sơ sơ và ở trong những video hàng về rồi và video hàng test rồi. Đấy, con này là Crown Macro Tech 601. Thì cấu hình nó cũng như 600 nha các bác, cũng chạy là 24 sò, 16 con sò sát vương miệng và 8 con sò thang dây nguồn. Các bác thấy là nội địa nha, xịn sò nha các bác. Đấy, các bác nào chơi đồ nội địa là biết rồi, nội địa luôn máy đỉnh. Tem nhôm mới tinh. Crown Macro Tech 601 điện 110 nha các bác. Đường tín hiệu vào nó có 6 ly và 3 lăng, các bác xài đường nào cũng được. Khi các bác mua những con bao xịn bên em thì đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng xịn nha. Và trạm loa, các bác ngắm cái trạm loa giúp em này, phê chưa? Lâu lâu mới có được những con thế này chứ không phải lúc nào cũng có nha bác. Hàng bãi thì nó có muôn vàng, mà tuy cái hàng đẹp và có được những con gọi là nó cứng cựa như thế này, các bác thấy nó sơn, nhìn cực kỳ yêu luôn. Thì bên hông, con này giá 12 triệu nha các bác. Lần này em đấu mạng về giá tốt, đợt trước nó tới 12 năm lần á. Đợt trước không có hàng đó. Cách đây là đầu năm đó, là con này về khoảng 12 năm. Anh em về là giá là 12 triệu nha. Tùy thời điểm nha các bác. Nhập cao thì em bán lên giá, còn có lúc nhập tới giá tốt thì giao các bác giá tốt vậy thôi. Là con này 601 là con là đẹp nhất các bác, nó cực kỳ nét. Hoạt động cực kỳ êm ái nha, quạt rất là êm, đặc trưng của dòng Crown rồi. Những con máy chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Sau đây em mời các bác cùng đi vào bên trong nha. Bác nào yêu thích thì alo cho em, chiên con đủ em bớt 200, còn 11,8 triệu. Còn cọc tiền thì vẫn giá 12, cọc thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng, triệu 2 triệu gì đấy trở lên. Nói chung là 10% các bác. Em ship hàng tặng nơi tất cả các bác giao hàng tặng nơi. Vâng, đây là nội thất bên trong em nó. Các bác sẽ thấy được là mỗi vé là 8 con sò sát vương miệng nha. Và 4 con sò thang. Đây, các bác thấy đồ đẹp của nó này nha. Đây là hai tủ lục nguồn cho hai vé trong này. Còn 601 nó sẽ có một cái phần sexy 7 màu bảo vệ hai cái thân phô bên trong. Hay là phần tản nhiệt các bác thấy. Quạt sáng tròn mới tinh. Đây, đây các bác. Tổng là 16 con vương miệng và 8 con thang. Đây là 4 con này, 4 con 8 thang. Đây là phần nhận tín hiệu đầu vào, chạm lo. Có thấy đồ mới chưa? Hàng sưu tầm nha các bác. Bên em làm hàng tuyển, hàng đẹp để phục vụ các bác với những cái sản lượng sản phẩm nó chất lượng, giá cả hợp lý. Crown Macro Tech 601 mặt trắng nha các bác. Nhìn như mới xuất xưởng các bác nha. Những con này chắc tổng kho rất là mới. Rồi em xin phép lại dừng video. Bác nào chốt em này để chơi và sưu tầm trưng bày trong phòng khách thì alo cho em nha. Giá 12 triệu. Liên hệ em Chiến qua hai số điện thoại này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh em nha. Vâng, trước mắt các bác thì đây là con Crown Macro Tech 1202 là phiên bản nâng cấp tiềm nhiệm của 1002 và 1201. Con này hàng đấu mạng Nhật về, đẹp xuất sắc, điện 100V nha các bác. Rất đẹp luôn nha. Mặt tiền đẹp tuyệt vời luôn nha. Em này thì chạy full sò vương miệng nha các bác, full sò vương miệng. Crown Macro Tech 601 Macro Tech 1202, thị trường Nhật 100V. Đường tín hiệu vào là có 6 ly và 3 lăng. Giá con này là 16 triệu bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ dây 3 lăng. Các bác thấy trạm loa rất là mới không? Đây dây nguồn còn nguyên luôn, sáng tròn.
Hiện tại con này về giá rất là tốt, nên là các bác nào mình đang cần một con crown để chơi và trưng bày thể hiện đẳng cấp thì các bác alo cho em ở phân khúc 16 triệu các bác sở hữu một con crown Macrotech 2002 đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi em tháo bên trong để đi vào nội thất, hay là phía trên nóc của con đẩy nha. Em này thì các bác chơi bot thì vô tuyệt vời rồi, hai cặp bot 3 series hoặc là chơi full 30. Và sau đây em mời các bác cùng đi vào bên trong nội thất. Vâng, và mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Chạy hai tăng phô nha các bác. Đấy, mỗi vé là 4 tụ lục nguồn, tất cả sò vương miện hết nha các bác, sò vương miện hết nha, full vương miện. Em này chạy là 2, 4, 6, mỗi vé là 12 con sò sát vương miện và 4 con sò thang, có nghĩa là 24 mà cộng 8 là thành 32 con nha. Đây, full vương miện nha các bác, vương miện tất cả bao riêng tuyệt đối hết cho các bác nha. Con này hàng mặn Nhật về, về trong ngày sáng hôm qua, sáng hôm nay cùng với cặp bot, với những con clobot điện 100V, đây là cái một cái tăng phô hỗ trợ bù áp, đây phần tản nhiệt, máy đẹp xuất sắc nha. Rồi các bác thấy thấy trạm loa này mới kê. Đấy, vương miện hết nha các bác, full vương miện nha, hoạt động hoàn hảo, các bác chỉ cần cắm 100 hoặc là 110 đều xài ok nha. Giá 16 triệu nha các bác, 16 triệu đã bao gồm phí ship. Em này thì đợt này về giá rất là tốt nha các bác,